Như vậy ở trong hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo một cái câu truy vấn SQL lấy n bảng ghi từ vị trí thứ m trong một cái bảng dữ liệu, và bài thứ hai là chúng ta đã xây dựng được cái thủ tục dựng sẵn đối với câu truy vấn đó. Thì bây giờ trong bài tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách gọi cái câu truy vấn xin lỗi gọi cái thủ tục dựng sẵn mà chúng ta vừa xây dựng ra như thế nào. Thì như các bạn thấy, thủ tục dựng sẵn của chúng ta có đến hai tham số. Tham số đầu tiên là start, tức là chỉ vị trí bắt đầu, và tham số thứ hai là number, tức là chỉ cái số lượng phân tử lấy ra từ kể từ vị trí mà chúng start mà chúng ta nhập vào. Do đó chúng ta khi gọi cái câu truy vấn này chúng ta phải đưa vào hai tham số. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ nhập cả cái tham số này vào từ bàn phím, thì chúng ta có thể sử dụng cả cái lệnh nhập vào từ bàn phím mà chúng ta đã biết. Ví dụ chúng ta sẽ viết ra là vị trí bắt đầu, và như vậy chúng ta sẽ có một cái string vị trí, và chúng ta sẽ lấy vào từ bàn phím qua cái lệnh readline. Sau đó chúng ta sẽ chuyển cái vị trí này sang một cái số nguyên. Đương nhiên ở đây chúng ta sẽ không xét đến các trường hợp ngoại lệ để cho nó đơn giản mà lệnh của chương trình. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta sẽ gọi là int start bằng convert to int 32, và chúng ta đưa cái vị trí vào, và đồng thời chúng ta cũng sẽ lấy cái số lượng vào luôn. Chúng ta cũng có string số lượng sẽ là bằng console.readline, và chúng ta cũng chuyển cái số lượng này về số nguyên. Đó, thì chúng ta cho number bằng convert và như vậy. Sau khi chúng ta chuyển xong thì bây giờ vấn đề tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta xác định cái đối tượng comment của chúng ta, CMD này, DB comment này của chúng ta là gọi đến cái thủ tục dựng sẵn. Thì như vậy chúng ta phải có CMD chấm và như vậy là chúng ta có cái comment time của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải ghi rõ đó là một cái storage procedure như vậy. Đồng thời CMD chấm comment test, bây giờ chúng ta không đưa vào một cái câu lệnh select nữa hay là insert, update, delete, mà chúng ta đưa thẳng vào là cái tên của cái thủ tục dựng sẵn của chúng ta, và tên thủ tục dựng sẵn của chúng ta là print products. Thì chúng ta chỉ việc đưa vào là print products, như vậy là xong. Vấn đề còn lại bây giờ là cần phải đưa vào cả cái tham số người ta gọi là SQL parameter cho cái thủ tục dựng sẵn này. Thì ở đây chúng ta bắt buộc phải tạo ra cái tham số mới, param bằng news SQL parameter, và như vậy chúng ta sẽ có parameter chấm đưa vào cả cái tên tên của cái parameter này, parameter name, và đồng thời chúng ta cũng phải đưa vào cả cái vị trí cái chỉ dẫn của cái tham số tương ứng. Ví dụ parameter name của chúng ta đầu tiên là account start. Chúng ta có thể kiểm tra lại vì ở đây đây là account start đúng không? Thì chúng ta sẽ như vậy, chúng ta xong sau đó đã đưa vào rồi thì chúng ta đồng thời cũng phải xác lập cái kiểu SQL time của nó, SQL DB time, tức là cái kiểu dữ liệu của nó là cái kiểu gì, là bằng SQL DB time. Ở đây nó là kiểu số nguyên thì chúng ta phải đặt là DB time. Đồng thời chúng ta cũng phải xác định thêm cái direction, tức là cái nó là dạng input hay output, hay là cả input lẫn output. Thì cái này là chúng ta đã học ở bên MySQL rồi. MySQL là một cái tham số mà khi đưa vào trong thủ tục dựng sẵn thì nó là nhận đầu vào hay là nhận giá trị trả về đầu ra hay là cả hai. Thì ở đây chúng ta có cái ở đây rõ ràng là input đúng không ạ?
Và cuối cùng là chúng ta phải đưa cái param.value, tức là giá trị tương ứng của nó, chúng ta đưa vào. Thì giá trị của nó ở đây là được lưu ở cái biến start, thì chúng ta ghi rõ vào là start. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ sau khi đưa vào xong rồi thì chúng ta sẽ add cái tham số này vào trong cái đối tượng dbcomment cmd của chúng ta ở đây. Thì ở đây chúng ta tìm tới parameter và chấm add, và chúng ta đưa cái biến param này vào. Bây giờ chúng ta cũng có thể tận dụng lại cái biến param này để chúng ta tạo ra một cái SQL parameter khác, vì chúng ta có đến hai cái đối số khác nhau. New SQL parameter. Và chúng ta thay vì như vậy thì chúng ta sẽ copy cái phần lệnh ở trên này để chúng ta dán vào ở đây cho nó nhanh. Và thay vì start thì chúng ta sẽ ghi rõ ở đây là number. Và ở đây chúng ta cũng thấy cái giá trị start ở đây bằng cái biến number mà chúng ta đưa vào. Và sau khi đưa vào xong thì bây giờ chúng ta sẽ bước đến cái bước tiếp theo, là chúng ta sẽ gọi thực thi cái thủ tục truy vấn thủ tục dựng sẵn này. Thì đối với cái thủ tục dựng sẵn mà trong đó chứa cái câu lệnh select trả về thì chúng ta sẽ gọi về phương thức bình thường thôi, là SQL reader. Còn lại là nếu như mà đối với cái thủ tục dựng sẵn mà chứa câu lệnh insert, update, delete thì các bạn sẽ gọi là vẫn gọi là cmd SQL non query mà thôi. Thì ở đây vì SQL reader cho nên chúng ta sẽ có cái chuyện là nhận giá trị trả về và in giá trị đó ra, thì chúng ta đã học rồi. Chúng ta using DB reader, đúng không ạ? DB data reader DA của chúng ta và bằng cmd sql reader. Và cái cú pháp này thì các bạn đã sử dụng quen. Và như vậy chúng ta while dir.read thì vẫn còn được, thì chúng ta thực thi cái câu lệnh in ra màn hình mà thôi. Chấm write line. Và như vậy chúng ta in ra cả cái giá trị như là product ID. Rồi chúng ta in product name. Và cuối cùng chúng ta có thể ghi ra là unit price, cái giá của sản phẩm đó. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc gọi cái hàm này giống như gọi các hàm khác. Thì sau khi chúng ta tạo ra cái đối tượng comment, đặt connection cho nó xong, thì chúng ta gọi cái hàm list products. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn F6 biên dịch và nhấn F5 để thực thi chương trình. Thì nó sẽ hỏi chúng ta vị trí bắt đầu. Ví dụ chúng ta nói là vị trí bắt đầu là thứ 11 và số lượng là, ví dụ chúng ta lấy 10 sản phẩm, thì như vậy nó sẽ in từ 11 đến 21 lần, nó lấy số lượng là 10 sản phẩm, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy trong ở đây các bạn có thể thấy rằng là từ 11 mà đến 21 thì nó vì gì có nghĩa là nó lấy là đến 21 sản phẩm, chứ nó không phải là lấy 20 lấy 10 sản phẩm. Thì như vậy trong cái câu truy vấn mà chúng ta xây dựng ở SQL của chúng ta thì chúng ta phải là start cộng number và trừ đi cho 1 thì mới lấy đúng là cái số lượng sản phẩm mà như chúng ta nhập là số lượng là 10, đúng không ạ? Thì bài học của chúng ta về cái cách thiết lập, tạo dựng và gọi cái câu truy vấn, gọi cái thủ tục dựng sẵn trong chương trình SysOps của chúng ta đến đây là kết thúc. Trước khi chấm dứt cái bài học này thì chúng tôi giới thiệu một số cái nguồn tài liệu tham khảo mà các bạn có thể sử dụng để mà làm việc đối với cái tìm hiểu thêm đối với cái phần mà SQL comment cũng như là cho gọi đến cái các storage procedure. Thì các bạn có thể vào trang java2s.com và chúng ta chọn đến cái mục là SQL connection như thế này. Ở đây các bạn chọn đến C Sharp Tutorial đấy. Thì như vậy các bạn có thể thấy có nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như gọi đến một thủ tục dựng sẵn, gọi một thủ tục dựng sẵn không có tham số, và gọi thủ tục dựng sẵn có tham số và có giá trị trả về, rồi gọi thủ tục dựng sẵn và chuyển vào trong tham số, vân vân.
Ví dụ các bạn thấy rằng khi mà gọi một cái lấy một cái giá trị trả về từ một thủ tục dựng sẵn như thế nào thì nó có người ta đưa các cái ví dụ đầy đủ cho chúng ta đúng không ạ? Ví dụ ở đây khi mà chúng ta gọi lên cái thủ tục dựng sẵn của chúng ta và lấy giá trị trả về thì cái cách làm như thế nào vân vân thì các bạn hoàn toàn có thể gọi các bạn hoàn toàn có thể thực copy cả cái đoạn code này vào để tự học và tự tìm hiểu thêm. Ngoài ra trong cái quyển sách giáo trình mà chúng ta hướng dẫn thì cũng có đầy đủ các cái mục mà để giới thiệu với các bạn về cái chuyện là lấy giá trị trả về từ một cái thủ tục dựng sẵn vân vân như thế nào. Thì chúng tôi không trình bày thêm nhiều, mục đích của chúng tôi chỉ dừng lại ở cái giới hạn là giúp các bạn làm quen với giao diện chương trình và cách sử dụng cũng như là các bước tuần tự thiết lập như thế nào. Còn những cái khía cạnh đa dạng khác trong lập trình thì các bạn cố gắng từ bản thân tìm hiểu và tiếp thu từ làm giàu kiến thức của mình. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.